sát luôn. Đúng á. Cái gì ta? Lơ xe. À, hai chiếc ô tô sát nhau luôn. Cục kính vô luôn rồi. Chứ không cần lắm. Đủ nó sát luôn. Đúng á. Lên dính vào, dính vào, dính vào, dính vào, rồi. Rồi, đứng 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 im cho người ta qua đi. Trời, còn chiếc trên nữa nè. Nóng quá. Chiếc trên này đi xuống hả? Ừ, nhiều lắm. Phải vậy? Nóng đỉnh, rồi bắt quá lạnh luôn. Cần phải mở cái đụng mới. Có từ đụng á, có trường xe nó không? Nó đi bộ lên. Mấy chiếc này bự hơn chiếc đó nữa. Không, chiếc này là bự, mấy chiếc này bánh tải bự, chiếc này bình thường. Đúng vậy à. Chiếc kia những cái hầm hố bự, bánh tải. Đứng im luôn, đứng im, đứng im. Biết rồi, xe nãy lọt mà. Đã không? Đó, sát luôn. Không sát mấy. Hết chưa? Còn một con xe máy. Hay lắm anh trai. Đó chị. Sát quá rồi. Đồng đấy. Ui, mà lễ. Lễ mà. Ba chiếc, bốn chiếc, đụng má một dãy luôn. Cái này là sắp tới trên đó chưa? Rồi, lên khoảng cỡ 200m nữa. Sắp tới được không sao? Cùng em đi qua bao đại dương. Có đóng hết cửa lại không bà? Nắng mà nắng chứ thẳng. Cùng em đi qua bao con đường. Ôi trời ơi, bỏ cuộc. Trời ơi, lộn má bây giờ lên không xong xuống không được. Lộn má lên tới chân rồi, xong rồi quay về luôn. Giờ xe đây xong rồi nó quật xuống được. Cảm giác đi ô tô mà kẹt xe nhỉ? Hợp lý. Quá học được cũng kiên nhẫn. Hôm nay Hoài được trải qua vài cái thử thách đồ. Nắng không cặp, còn không đi đường không an, chặt dữ luôn nữa, chặt đứng ngang luôn. Nhưng mà ví dụ trong cái đường hẹp này, đường đất này chạy nghe
đường quận 8 có cầu tổng cầu già đó. Canh. Lại canh nè, nó có người canh được mẫu canh. Đụng có thấy chữ tập lái không? Đâu. Ui vãi, đủ á. Không chắc là xe đụng á đi với học viên lên chơi luôn á. Học viên chứ đang ngồi. Đúng rồi. Nếu vừa má đi này hư xe tốn xăng vãi em có gặp phát gì muốn đi chơi là đủ mấy thằng lồn bây rồi có ốc bu sướng không kẹt quá trời kẹt không lái.